Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, tươi trẻ, hồn nhiên yêu đời. Hôm nay chúng ta tiếp tục lòng vòng qua phố Lô 10 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng. Trước tiên, chúng ta tham quan du lịch lòng vòng Lô 10 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nhà hàng và quán cà phê Mekong là lô đầu tiên của Lô 10, tức là 10A. Bây giờ chúng ta lòng vòng trong khu vực nhà hàng của Mekong, xem trong khu vực nhà hàng Mekong họ bố trí và những cảnh trong khuôn viên quán cà phê và nhà hàng.
Chúng ta đang theo dõi trên màn hình là khu nhà hàng và cà phê Mekong, là lô đầu tiên, lô 10A. Lô 10A nằm dọc theo đường ngã năm sân bay Cát Bi, thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng quản lý. Thế thì như vậy là trong khu vực Mekong thì có một bể cá koi rất là nhiều và cá rất đẹp. Các bạn đang theo dõi trên màn hình đây, rất nhiều cá koi, bể cá rất to và rộng. Những đàn cá này khi có người đến thì nổi lên để chờ người cho ăn. Người đi đâu theo đó. Đây các bạn đang theo dõi, tôi đang di chuyển thì đàn cá đi theo. Phải nói rằng thật là tuyệt vời, một đàn cá koi rất đẹp. Cá koi xuất phát từ Nhật Bản, sau đó du mục về Việt Nam. Hiện nay tại Việt Nam cá koi rất nhiều. Các bạn theo dõi, tôi đi đến đâu cá koi theo đến đấy. Phải nói rằng một đội quân tinh nhuệ và một đội quân thật là đẹp đi theo mình. Khi đứng lại thì cá lại lượn xung quanh và đứng ngắm nhìn mình. Đây các bạn đang thấy như vậy là một đàn cá koi rất là đẹp. Thế thì xung quanh Mekong này là những vườn hoa, vườn ươm, cây xanh tỏa bóng mát toàn bộ khu vực. Ngoài ra còn những lô biệt thự cao tầng 40 tầng Golden Ground. Phía bên kia cầu vượt, tức là Mekong nằm cạnh cầu vượt Big Sea. Bên kia cầu vượt là khu vực Diamond Ground, Big Sea, Thùy Dương Plaza. Đây các bạn đang theo dõi một chú cá chép vàng tuyệt vời đang ăn con ốc bươu ở bên dưới đáy của hồ nước. Đây là hồ nước, ta gọi là hồ nước thôi nhưng là bể nước, bể cá các bạn. Đây là xung quanh khu vực của Mekong, quán cà phê và nhà hàng Mekong tại khu vực này. Bao bọc toàn bộ quán cà phê, ở giữa là một cây cột điện cao thế rất là cao. Cây điện cao thế này là bắc qua đường Nguyễn Văn Linh và đường Lê Hồng Phong để tránh ô tô đi va chạm gây cháy nổ. Đây các bạn đang theo dõi khu vực này, cá koi đang lượn lờ chờ người cho ăn. Tuy rằng nhà hàng người ta cho ăn rồi nhưng mà cứ có người đến là cá tưởng mình được ăn và đồng thời ngoi lên mặt nước. Đây là toàn bộ khu vực các bạn đang theo dõi, đây là bể cá koi của Mekong. Chúng ta thường nghe câu nói A Ma Công, nhưng mà A Ma Công nữa trong công Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Đây là các bạn đang theo dõi, đây là Golden Ground đang xây dựng lô nhà cao tầng đầu tiên ở lô 10 khu đô thị mới Lê Hồng Phong, sân bay Cát Bi, đang xây dựng, công nhân đang thi công. Hiện tại trên tuyến đường Lê Hồng Phong rất nhiều nhà cao tầng đã hoàn thành và xây dựng xong. Còn đây khu vực này là bắt đầu đang thi công và sau này sẽ bán với giá khoảng 7-9 triệu một. Thế thì lô 10 Lê Hồng Phong thì chúng ta nên biết là lô đầu tiên là Mekong, nhà hàng Mekong. Lô thứ hai là Golden Ground. Lô thứ ba là trường chuyên cấp 3 Trần Phú. Đấy là lô 10, sau đó tiếp đến lô nhà cao tầng. Ngoài ra còn có một số trung tâm sửa chữa ô tô, trung tâm dạy ngoại ngữ và
trung tâm bán đồ điện tử. Đấy là toàn bộ lô 10. Hiện tại lô 10 mới có một số nhà ở mặt đường thôi, còn phía sau là chưa có. Còn sâu vào phía sau nữa thì là lô 9 các bạn. Thế cho nên chúng ta phải hình dung, muốn tìm đến lô 10 đường Lê Hồng Phong, khu đô thị ngã năm mới, thì chúng ta điểm nhấn đầu tiên là cầu vượt Bixi. Và ngay cầu vượt Bixi là quán Mê Công và Golden Ground, trường chuyên cấp 3 Trần Phú. Đó là lô 10. Lô 10A, lô 10B, lô 10. Chương trình Lòng Vòng Lô 10 đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.